quá xuất sắc, quá đẳng cấp, quá khó để ngăn cản. Đó là những gì mà các cổ động viên phải thốt lên khi nhìn Argentina bóp chết Croatia được mệnh danh là vua lì đòn tại hai kỳ World Cup gần nhất. Đội bóng vùng bàn căng vừa mới quật cường đánh bại ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Brazil. Trước đó, chú ngựa ô Nhật Bản vội đã tiễn Đức ra về với những cái bịt miệng, cũng bị Croatia khuất phục. Và điểm chung của cả hai chiến thắng ấy là chúng đều đến từ những loạt đá luân lưu, thứ mà Luka Modric cùng các đồng đội xứng đáng được xem là vua. Cây châm trắng 11 mét ấy từng khiến cho bao nhiêu danh thủ phải ôm hận tại các kỳ World Cup. Điển hình như Roberto Baggio lại trở thành vũ khí may rủi để Croatia loại hết đội này đến đội khác. Xong, giấc mơ vào chơi trận chung kết World Cup 2022 thứ hai trong lịch sử của đội bóng vùng Nam Âu đã khép lại. Nghiệt ngã cho họ, thứ mở đầu cho sự vụn vỡ lại xuất hiện từ quả đá 11m. Chỉ khác rằng, nó không đến trong loạt sút luân lưu mà thôi. Thủ môn Livakovic lao ra cản phá pha băng xuống của Julian Alvarez. Một tiếng còi lạnh lùng vang lên và người hùng của Croatia trong hai trận đấu trước hiểu rằng anh vừa vạm phải sai lầm chết người. Đúng vậy, Messi bản lĩnh cầm bóng, đặt vào điểm đá phạt và dù Livakovic có giỏi bắt penalty đến mức nào cũng không thể ngăn cản được cú sút trái phá ấy. Nó căng, mạnh và cực kỳ dứt khoát vào góc cao khung thành. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, khi các cầu thủ thực hiện penalty tạo ra cú sút như vậy thì chắc chắn là thủ môn không cản phá được. Cú sút ấy cho thấy Messi đang chơi thăng hoa đến mức nào, ngay cả khi phải làm cái nhiệm vụ bị xem là điểm yếu mà anh cũng đang cho thấy sự tự tin cao độ. Mặc dù vậy, rất đông các cổ động viên đa quốc tịch của Croatia đã lên tiếng phản đối quyết định cho Argentina được hưởng phạt đền của ông trọng tài Daniele Osato với việc Albi Celeste được hưởng quả đá phạt đền thứ tư kể từ đầu giải đấu. Ngay lập tức những xì xào về một thuyết âm mưu cố trao chức vô địch cho Argentina đã được ra đời. Vậy thực hư ra sao? Hãy cùng Tuyến Văn Hóa TV đến với video ngày hôm nay. Đừng quên để lại một nút like cho chúng tôi. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Đúng như dự đoán từ trước trận, Argentina là đội tạo ra áp lực khi được đánh giá là cửa trên. Trong khi Croatia chẳng có vẻ lúng túng gì vì đó là kịch bản mà họ thích. Phòng ngự chặt chẽ khi bị ép và chờ đối phương sơ hở là trừng phạt sai lầm. Nhưng lần này, kịch bản đã không đi theo hướng của những đạo diễn trẻ đến từ vùng ban căng. Phút 34, nhận thấy hàng loạt cầu thủ Croatia bất ngờ dâng lên quá cao, Enzo Fernandez đã chứng tỏ vì sao anh lại được nhiều ông lớn quan tâm đến như vậy. Chỉ một đường dắt bóng ra sau lưng của hàng hậu vệ đối phương là Julian Alvarez có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Livakovic. Từ phía sau, Dejan Lovren lạch bạch chạy theo, nhưng tốc độ vốn không bao giờ là điểm mạnh, khiến cho cựu trung vệ Liverpool không thể theo kịp chiếc xe đua mang áo số 9 của Argentina. Nhịp xử lý tiếp theo của Alvarez cũng tuyệt vời. Anh tâng bóng qua người thủ môn Livakovic, sau đó là tiếp tục di chuyển về phía trước. Đúng vào lúc này, người gác đền sinh năm 1995 đã có những tác động và Alvarez ngã trong vòng cấm, không thể tiếp tục đuổi theo bóng. Trọng tài Osato cắt còi quyết đoán, chỉ tay vào chấm 11m và rút thẻ vàng dành cho Livakovic. Những người phản đối quyết định này cho rằng vị vua đen đã quá vội vàng khi không sử dụng VAR để cân nhắc. Kỳ quái là một số cổ động viên còn lấy lý do gia đình Messi có gốc gác Italia từ đời cụ nội của anh, nên được ông Osato cũng là một người Italia thiên vị. Và bây giờ, chúng tôi xin phép được giải thích vì sao Argentina lại nhận được một quả penalty trong tình huống này. Trước hết, dù đã nói đi nói lại, nói tái nói hồi, nói rãi cả bọt mép, mà rất nhiều người vẫn cho rằng cứ tình huống gây tranh cãi là VAR phải vào cuộc. Điều này là hoàn toàn sai. Xin được nhắc lại là các trọng tài tổ VAR chỉ là trợ lý, quyết định thuộc về trọng tài chính. Nếu ông Daniele Osato tự tin mình có góc nhìn tốt, ông sẽ đưa ra quyết định mà VAR không được phép can thiệp. FIFA cũng ra chỉ dấu cho các trọng tài phải độc lập và tự chủ hơn trong những tình huống phán quyết. Ngay sau khi chứng kiến nhiều trận đấu ở Copa America 2019 nát vụn vì trọng tài biên liên tục tham khảo VAR, một trường hợp rất điển hình mà trọng tài không cần tham khảo VAR ở World Cup năm nay là khi Cristiano Ronaldo bị Salisu phạm lỗi ở trận ra quân. Mặc dù các cầu thủ Ghana tranh cãi quyết liệt, nhưng trọng tài chính nhất quyết cho rằng Bồ Đào Nha xứng đáng với quả penalty. Như vậy, việc tại sao VAR không can thiệp vào trong tình huống thổi phạt đền này đã được chúng tôi giải thích. Tiếp theo, hãy đến với lý do vì sao thủ môn Livakovic phạm lỗi.
Trong pha băng xuống của mình, Alvarez đã rất khôn ngoan khi không thực hiện một cú dứt điểm mà quyết định tâng bóng vượt qua Livakovic. Như vậy, anh sẽ vẫn được tính là đang thực hiện một tình huống đi lại. Nếu đó là một cú dứt điểm, chưa chắc người gác đền của Croatia đã bị thổi phạt. Bởi trường hợp này, Livakovic đã rơi vào lỗi cản người không bóng trái phép trong vòng cấm. Xin chia buồn, anh đã quay vào ô thẻ vàng và phân quà kèm theo là một quả penalty. Thủ môn 27 tuổi giỏi trong phản xạ, nhưng quyết định xử lý của anh trong tình huống này chưa thực sự chính xác. Cuối cùng là về ông trọng tài Osato. Chúng ta hãy cùng phân tích một chút về gốc gác của ông. Ông vốn là thợ điện, nhưng ở Italia, các thợ điện không được may mắn như ở Nhật. Cái này ai đam mê điện ảnh Nhật Bản chắc chắn nắm rất rõ. Thế nên, Osato dễ ngang làm trọng tài vì đam mê về trái bóng tròn. Osato khởi nghiệp từ năm 1993, nhưng phải đến năm 2002, ông mới bắt đầu cầm còi ở các giải đấu chuyên nghiệp tại Italia, bắt đầu từ Serie C. Thế giới bóng đá có lẽ nên cảm ơn những người đã động viên Osato gia nhập ngành cầm còi cách đây 29 năm, bởi nếu không, chúng ta đã mất đi một vua áo đen uy tín. Năm 2000, Daniele Osato từng được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế vinh danh là trọng tài xuất sắc nhất thế giới. Đó là năm trọng tài này có vinh dự bắt chính trận chung kết Champions League giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain ở Lisbon. Tại World Cup 2022, Osato là người được vinh danh để bắt chính trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador. Sau đó, ông điều khiển trận đấu quyết định của Argentina tại vòng bảng gặp Mexico. Ở trận này, Argentina đã giành chiến thắng 2-0 nhờ bàn thắng của Messi và Enzo. Daniele Osato được đánh giá là một trong những trọng tài xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Vị vua đen người Italia nổi tiếng điềm tĩnh, quyết đoán và có xu hướng cho trận đấu diễn ra thay vì ngắt quãng vì các tình huống vụn vặt. Đây là lý do vì sao ông không cần đến tư vấn của VAR trong tình huống Livakovic va chạm với Julian Alvarez dẫn đến quả penalty trong hiệp 1. Như vậy có thể thấy, những cáo buộc về việc Argentina có thế lực nào đó chống lưng để giành World Cup thực sự là ngớ ngẩn. Thậm chí, nếu có đội nào sở hữu lý do chống lưng đó thì phải là Pháp. Bởi trước khi giải đấu diễn ra, cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter tiết lộ người Qatar chịu ơn của đội tuyển Pháp mới được tổ chức World Cup 2022. Cụ thể, Blatter nói rằng mấu chốt dẫn đến thành công của Qatar là tác động từ Tổng thống Pháp lúc đó, Sarkozy, lên Chủ tịch UEFA, Michel Platini. Nhờ 4 phiếu từ Platini và các nước đồng minh tại UAE, Qatar đã đánh bại Mỹ. Cũng lại Blatter tiết lộ, sau tháng sau cuộc bỏ phiếu, Qatar mua những chiếc máy bay chiến đấu phản lực của Pháp với giá 14,6 tỷ USD. Năm 2011, Quỹ đầu tư thể thao Qatar QSI mua lại PSG, dù đội bóng vô địch nước Pháp 8 lần kể từ đó. Và nếu phải lựa chọn đối thủ trong trận chung kết, chắc chắn Pháp muốn cái tên Croatia, chứ không thể nào là Argentina đang hưng hực khí thế nhờ phong độ ngoài vũ trụ của Lionel Messi. Nếu bạn là một người không muốn Argentina vô địch năm nay, lời khuyên là hãy chuyển sang cổ vũ Maroc và Pháp, thay vì cố tìm ra những chi tiết hoang đường hơn cả phim ảnh.